Siêu du thuyền là biểu tượng của giàu có và địa vị. Những người giàu có và quyền lực sẵn sàng chi tiền mua phương tiện này là nó mang đến không gian cực kỳ riêng tư. Theo Insider, du thuyền là điểm tổ chức họp được ưa thích vì nó rất khó bị theo dõi. Du thuyền còn là nơi lý tưởng để những người giàu có và quyền lực có thể nói chuyện thoải mái và gây dựng quan hệ mà không lo bị soi mói. Ngay cả ai là người sở hữu du thuyền cũng khó có thể biết, vì chúng thường được các công ty nước ngoài thay mặt các tỷ phú đặt mua. Chủ các siêu du thuyền được cho là gồm cả người sáng lập Amazon Jeff Bezos, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và người sáng lập Meta Mark Zuckerberg. Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra, lĩnh vực siêu du thuyền và cơ cấu sở hữu phức tạp của nó đã bị giám sát chặt chẽ. Sam Tucker, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu siêu du thuyền tại công ty tình báo thị trường Vessel Value nói với hãng tin BBC, đó là những tài sản rất riêng tư và một trong những lý do chúng được mua đó là sự riêng tư. Simon Rowland, giám đốc điều hành của công ty Veritas có trụ sở ở London, Anh, chuyên cung cấp an ninh cho các siêu du thuyền cho biết, những du thuyền cao cấp này có thể cung cấp sự riêng tư tuyệt đối, đầy đủ và toàn diện. Là một cựu lính thủy đánh bộ hoàng gia, ông Rowland nói, công việc của ông là sàng lọc mọi mối đe dọa có thể tưởng tượng được và khả năng vi phạm quyền riêng tư trên du thuyền. Ông Rowland sẽ kiểm tra du thuyền để phát hiện các thiết bị giám sát, đẩy lùi các máy bay không người lái mà các tay săn ảnh đưa đến để chụp ảnh các khách hàng giàu có của ông hoặc kiểm tra lý lịch của các tùy thủ để loại bỏ các điệp viên. Máy bay không người lái đang trở thành mối lo ngại đối với các chủ sở hữu du thuyền. Mức độ thận trọng của họ khác nhau, ông Rowland nói. Du thuyền thường được đóng ở Hà Lan, Đức, Italia. Đôi khi, chúng được đóng theo yêu cầu của khách hàng với thông số riêng. Thông thường, người làm việc trên du thuyền phải ký thỏa thuận không được tiết lộ thông tin về du thuyền và chủ sở hữu. Giá các du thuyền cũng khác nhau. Theo công ty môi giới Emiston, giá bán có thể dao động từ $1,000,000 cho một chiếc du thuyền với thiết kế khiêm tốn, cho tới hàng trăm triệu USD cho những du thuyền cỡ lớn, được đặt làm riêng. Du thuyền Azam do công ty Larsen Yacht của Đức đóng cho cựu tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Khalifa bin Zayed Nahyan được cho là có giá $600,000,000, khiến nó trở thành một trong những du thuyền đắt nhất thế giới. Theo Vietnamnet, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.